Sẽ như thế nào nếu mà chúng ta build một cái bàn phím cơ nhưng mà nó im lặng? Nghe nó hơi lạ đúng không? Tất cả anh chị em đang coi video ngày hôm nay, tỷ lệ mà mấy chị đang xài bàn phím cơ á tăng dần rồi đó. Anh em có biết không? À, bây giờ không phải là chỉ có anh em mua bàn phím cơ đâu nha, mà các bạn nữ hay các chị em văn phòng cũng đang muốn có một cái bàn phím cơ. Một số anh em á là mua phím cơ về, cái mấy chị vợ ở nhà dùng xong cái chiếm luôn. Ai bị thế comment phía bên dưới. Chúng ta không thể nào phủ nhận được đó chính là cái cảm giác mà khi chúng ta gõ, nó mang lại nhiều cảm hứng hơn khi các bạn ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ về công việc, hay là viết content của công việc, hay thậm chí là báo cáo, gõ sale, word. Trong cái quá trình chúng ta tập trung làm việc á, lướt trên cái con phím đó và cái âm thanh gõ của nó, tôi nói lại ở đây chính là gõ, nó sẽ tạo cho bạn có một cái cảm giác rất là mướt. Các bạn gõ liên tục, các bạn nghe cái âm thanh mà các bạn thích á, xong các bạn gõ, và những cái ý tưởng và những cái sáng tạo nó cứ tuôn ra. Mình gọi đó là cái sự kết hợp giữa xúc giác, thị giác và thính giác đó các bạn. Nghe có vẻ dữ ha, nhưng mà nó lại quá ồn. Yeah, bạn không nghe lầm đâu, nó quá ồn. Bản thân cái người gõ phím á thì họ sẽ không thấy có điều gì bất thường cả, bởi vì họ đang thích mà, đúng chưa? Có ai bị những cái người xung quanh nhìn cho con mắt hình viên đạn không? Mấy chị bàn bên, hay mấy chị đối diện, hay mấy anh đối diện, hay mấy anh kế bên à? Yeah, cái này thì mình hiểu nha. Và thậm chí mình hiểu cho những anh chị đang ngồi bên cạnh luôn. Đôi lúc họ khó ở, bị sếp la, mắng, complain, nhưng mà đang làm việc lại nghe cái tiếng lo công, khó chịu lắm chứ. Và thế là có rất là nhiều bạn mới đặt câu hỏi cho mình là liệu rằng có cái bàn phím cơ nào có một cái cảm giác gõ tốt, đầm, thiết kế lại đẹp, và phải quan trọng là nó im lặng, có led RGB và còn dùng để chơi game. Thực tế cái việc các bạn cần làm á, đó là các bạn chỉ cần ra mua cái sủng khác mà các bạn thay thôi là xong. Đơn giản không? Cái đó thì dễ quá. Và mình đã lướt rất là nhiều ở trên internet ha, và mình coi thì đa phần là mọi người đều có, đó chính là cái switch. Mọi người chỉ cần thay cái switch thôi. Nhưng mà một số bạn muốn là nó có một cái phím như vậy luôn. Và mình đã tìm được cái mẫu bàn phím mà các bạn mong muốn ở đây. Đây là Framix tới từ Tegit. Một chiếc bàn phím. À, mình có livestream build đó, có thể vào trong đó coi. Tegit là một hãng họ chuyên về những cái dock sạc, những cái cục sạc hay là những cái dây sạc điện thoại các bạn, và sạc dự phòng luôn. Và cái thiết kế của họ nó rất là đẹp. Nếu các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cục sạc như thế này ha các bạn. Cái cục sạc này thì dành cho iPhone nè, dành cho Android cũng được luôn, và nó rất là đẹp. Còn đây là một cái bộ sạc để các bạn để bàn. Họ còn có rất là nhiều các cái loại dây khác nhau. Những cái loại dây này nó được build khá là tốt và đẹp ha các bạn ha. Và giá thành của nó cũng rất là ok. Cái bàn phím này là một cái sản phẩm duy nhất trên gian hàng của họ. Với những cái sản phẩm như sạc các thứ thì đa phần mình nghĩ nó sẽ phù hợp với lại studio, văn phòng, bàn làm việc đúng không? Thì khi mà họ ra một cái bàn phím mà nó im lặng như thế này thì nó cũng có lý do đúng không? Ok, và đây là Framix ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ mở hộp cái thùng này ra để coi bên trong nó là cái gì. Chúng ta sẽ có một cái hộp giấy nó giống như thế này. Đó, là một cái hộp giấy ha. Framix ở đây. Switch của TTC thì các bạn không còn lại nữa rồi. Chúng ta có những cái switch rất là tuyệt vời, rất là ngon ha. Các bạn sẽ thấy ngay trước mắt đó chính là cái logo của Unreal và Tegit. Đây là cái sự hợp tác giữa Tegit và Unreal merge. Nó sẽ có một cái lớp màu bạc như thế này ha. Đây là bàn phím Framix. Có bàn phím, chúng ta có switch và chúng ta có keycap sẵn luôn, tất cả trong một như thế này. Đây nè. Đó. Wow. Cái này chắc phải nặng cỡ 2 ký mấy. Chúng ta sẽ có một cái hộp thiết bị như thế này ha. Và chúng ta sẽ có một cái hộp hướng dẫn sử dụng ha. Có một cái bộ dụng cụ như thế này, Quick Builder. Wow. Wow, các bạn thấy sao hả? Cái điểm đặc biệt của cái con này, cái phần tải phía dưới của nó, nó sẽ làm một cái tấm kính như thế này các bạn. Các bạn có nhớ hồi xưa chúng ta có chơi một cái trò chơi, nó có một cái bi sắt cho nó vượt qua cái mê cung á, rồi nó tới cái điểm đích đó. Đó, cảm giác khi mà nhìn vào cái này các bạn thấy nó giống y chang vậy đó. Mặt trên của nó, chúng ta sẽ có cái logo Tegit ở đây. Các bạn có thể gỡ này ra, mặt đây là Nam Châm.
một cái logo là 23:59. Bên đây sẽ là cái khe USB ha, và nó cũng là 500 luôn. Đó, các bạn sẽ gỡ cái 500 này ra được ha. Và đây là cái layout của nó ha. Thông thường ở cái layout như thế này á thì các bạn sẽ thấy là ở cái phần phía trên hàng ép chia làm 3. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có chia làm 2 mà thôi. Ở đây nó có cái logo Framit và các bạn cũng có thể nó cũng là 500 luôn. Silent. Cameraman của tôi nói là cái mic không nhảy luôn nha các bạn. Và những cái switch của TTC thì thường nó sẽ có cái tặng LED nha các bạn. Những cái switch của TTC thì các bạn sẽ thấy là gần như nó làm nó hoàn thiện rất là tốt. Cái này nó là ICE cho nên nó trong suốt như vậy nè ha. À, không có tiếng gì hết trơn. Và đây là bộ keycap kết hợp giữa Tegic và Angry Mouse và nó có tổng cộng là 106 key. Trong suốt. Rất là đẹp luôn. Nhìn ở góc này các bạn thấy nó trông giống như là cái Mika luôn đúng không? Bỏ lên giáo xanh của mình thì các bạn mới thấy. Các bạn sẽ thấy cái phong của nó khá là lạ. Nó sẽ là một cái hình hộp và nó bọc cái chữ ở trong như vậy nè. Nó vẫn sẽ lồi đây, nó lồi đây. Ở đây nó sẽ bị lồi ra. Bất đối xứng ở đây. Yeah. Đây là Tegic Wire Hot Swap. Tức là cái này là mạch một mod thôi. Và Hot Swap. Không có tiếng luôn. Tôi nghĩ cái này sẽ dành cho những ông mà có dàn máy tính ở bên trong phòng ngủ. Vợ ngủ nhưng mà lấy gõ này là coi như không nghe tiếng gì luôn. Vậy ha. Chúng ta vẫn có một cái cảm giác gõ. Nó là phím cơ nhưng mà nó không nghe tiếng. Gần 3kg. Gần 3kg. Có LED luôn. Ok không? Rồi chơi game được. Hiển nhiên là cái chuyện hiển nhiên là cắm dây rồi chắc chắn là sẽ chơi game ok rồi đúng không? Gõ không có tiếng ồn luôn. Với cái sản phẩm này, nếu như bạn nào mà mua trực tiếp trên trang web của Tegic á, các bạn có thể gõ cái code giảm giá giao heo. Bất cứ cái gì các bạn mua trên đó, các bạn gõ giao heo các bạn sẽ được giảm 10%. Và các bạn phím này nó thỏa mãn hết những tín đồ thích gõ phím trong thư viện, thích làm việc vào giờ nghỉ trưa, thích làm việc vào giấc đêm mà sợ ồn người khác trong phòng, thích lén chơi game mang cứ minh bạch các bạn, lỡ cùng lắm thì chúng ta ăn mấy cán chổi thôi. Vào ngày 10 tháng 12 chúng ta sẽ có một cái buổi offline và chia sẻ về những cái bàn phím của Angry Mouse và mình cũng sẽ đem theo cái mẫu bàn phím này. Nếu như các bạn nào mà tham gia được ở thành phố Hồ Chí Minh ha, nếu như bạn nào tham gia được thì các bạn cũng có thể tới các bạn test thử cái bàn phím im lặng này, coi cái cảm giác của nó ra làm sao. Và mình là giao heo, mình có gì mình khỏe đó.